tới đảo Ngọc Thiên Đường, có bao giờ bạn thầm ước giá như giữa biển mà không xa phố, lên non mà không cách trung tâm, giá như nguyên sơ mà chẳng hoang sơ, đông đúc mà không ồn ào, riêng tư lại chẳng hề đơn độc. Sẽ thế nào nếu những điều giả như sẽ trở thành sự thật? Sun Secret Valley, nơi xúc cảm cân bằng, chốn thiên nhiên gặp gỡ, là bước tiên phong cho hoài bão kiến tạo tương lai thịnh vượng toàn đảo Ngọc, bổ sung thêm nét tinh tế khác biệt vào bức tranh trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng bãi dài Phú Quốc. Tập đoàn Sun Group chính thức ra mắt khu phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ cao cấp Sun Secret Valley. Như ôm lấy những gì hoàn mỹ nhất mà thiên nhiên ban tặng cho đảo Ngọc, Secret Valley đặc quyền sở hữu đồng thời ba địa hình sinh thái: đầm tự nhiên, vườn cây cổ thụ và biển xanh. Đến với nơi đây là đến với những trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ, trù phú, cùng địa hình đa dạng và cảnh quan bãi dài với biển xanh, cát trắng bên những bóng dừa nhiệt đới. Nương mình vào thiên nhiên nhưng lại nằm trên trục đường chính cận kề các tổ hợp giải trí sôi động ngày đêm, Sun Secret Valley chọn lựa tính kết nối cộng đồng theo một cách riêng. Từ Sun Secret Valley, bước một bước là sầm uất náo nhiệt, một bước lại trở về với êm đềm an yên. Với tư duy duy mỹ, Sun Group sẽ mang đến cho thung lũng xinh đẹp những công trình kiến trúc tinh tế, thể hiện gu thẩm mỹ cao cấp thông qua những loại hình sản phẩm mới lạ. Đây sẽ tiếp tục là một công trình tôn vinh và hài hòa với thiên nhiên, mang đậm dấu ấn Sun Group. Chất sống khác biệt được làm nên từ sự dung hòa của những tính chất tưởng chừng trái ngược. Lần đầu tiên, sát cạnh sự sôi động đêm ngày của hoạt động thương mại giải trí là những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và thượng lưu sẽ lộ diện, lôi cuốn dòng du khách tinh hoa đến với bãi dài Phú Quốc. Tất cả được kết hợp theo một công thức hoàn hảo để tạo nên một bản đồ khám phá Phú Quốc kỳ thú. Ở đó, mỗi phân khu là một kiệt tác với những sắc thái cảm xúc riêng. The Avenue, phố biển năng động, mang concept trong động có tỉnh, trong tỉnh có động, cùng ba loại hình sản phẩm giàu tiềm năng: shop villa trang nhã thời thượng, shop house tinh tế hiện đại, retail villa phóng khoáng sang trọng. Đây sẽ là phân khu đầu tiên được giới thiệu với sắc màu thương mại tinh tế sang trọng, đang đón chờ chủ nhân vén màn thiên nhiên để khám phá nơi thung lũng bí mật Sun Secret Valley. Là ga màu còn thiếu trong bức tranh đảo Ngọc muôn màu, Sun Secret Valley nay sẽ thức giấc để không chỉ hiện thực hóa ước mơ về một giao điểm thiên đường đáp ứng mọi nhu cầu, cân bằng mọi trải nghiệm, mà còn mở ra cơ hội đầu tư phát triển kinh doanh mới, thúc đẩy một Phú Quốc vươn tầm quốc tế. Sun Secret Valley, sắc hương tinh tế, phong vị thượng lưu.